Thưa quý vị, đoạn clip 15 phút ngông cuồng ngạo mạn thách thức của Hồng Phượng lan truyền trên mạng xã hội. Hồng Phượng thừa biết có máy quay và có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Clip này Hồng Loan cho thừa phát lại và bên chính quyền xuống quay lại, làm chứng những đồ vật trong phòng vẫn còn nguyên không ai lấy. Vì Hồng Phượng và bà Sáu bị đuổi khỏi nhà mà không chịu mang đồ đi, rồi làm đơn kiện Hồng Loan ăn cắp 200 đô và 8 triệu. Nên giờ chủ nhà là Hồng Loan cho chính quyền xuống, bắt buộc phải kiểm điểm dưới sự chứng kiến của hai bên và ghi hình lại. Bên chính quyền quay cho Hồng Loan, còn Long Hầu quay cho vợ là Hồng Phượng. Hồng Loan mà không có clip này chắc giờ nó gửi thêm 20 cái đơn kiện thưa Hồng Loan là ăn cắp tiền, ăn cắp vàng và ăn cắp rác của nhà nó. Biết quay hình và có chính quyền mà mẹ con của Hồng Phượng còn dám tỏ thái độ đó với Hồng Loan. Vậy thời gian cậu Nam đi lưu diễn, Hồng Loan thân cô thế cô còn bị mẹ con của Hồng Phượng đe đầu cởi cổ đến mức độ nào? Trong đoạn clip còn về, nó đã căn dặn không cho đăng video xấu hổ này lên mạng xã hội vì trong đó có hình của mẹ con nhà nó. Nhưng bà Sáu Hồng Nhung đã hóng hách nói: "Nè nè, quay đi và trưng cái mặt trước camera." Hiện tại, ai là người tung đoạn video Hồng Phượng dọn tài sản thì vẫn chưa rõ. Nhưng qua bài viết của nghệ sĩ Lê Tính, chúng ta sẽ biết lý do tại sao đến tận giờ phút này, đoạn clip kia mới được tung ra. Chúng tôi xin phép được chia sẻ bài viết của nghệ sĩ Lê Tính. Hôm qua khi xem xong đoạn clip kiểm kê tài sản được tung lên mạng, tôi cảm thấy sốc thật sự. Giọng cười, hãy nghe lại giọng cười đắc thắng, ngạo mạn, khinh bỉ, xem thường và vô cùng mang rợ. Truyền nhân đây sao? Giọt máu đây sao? Ngọc nữ bolero đây sao? Đâu rồi một khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của buổi họp báo ngày 16 tháng 6? Đâu rồi sự ngây ngô ngờ nghệch của một nạn nhân bị hãm hại? Đâu rồi một khuôn mặt đăm chiêu từ lư em không biết gì? Đâu rồi những cái mặt nạ hiền lành phúc hậu của những buổi live stream? Giọng cười và sau đó là giọng nói của ai đó. Để cho nó nói, tạo cho người ta một cảm giác vừa ghê sợ vừa khinh bỉ, đến tột cùng. Giọt máu còn sót lại. Máu ai? Cố nghệ sĩ lúc sinh thời với đời đầy đủ, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính với nghề, trọn vẹn, tâm, tài, đức. Mặc dù không nhét chữ vào miệng người chết như câu nói của Văn Tiên, nhưng lại là một việc tày trời hơn là áp đặt một cách khiên cưỡng những con người vô pháp, vô thiên, vô tri, vô giác, vô liêm sĩ, không có phép tắc, không hiểu biết, không tình cảm, mặt chai mài đá, cái gì cũng dám làm. Vào thân phận của một nghệ sĩ tài danh rồi tự khẳng định là ruột thịt, vậy đang bảo vệ danh dự cho anh ấy hay là đang hủy hoại danh dự anh ấy? Góp ý, nên sửa status là những giọt tiết canh cày còn sót lại, nghe có tinh thần ẩm thực hơn. Clip hôm qua, ai là người sở hữu, tại sao họ không đưa lên mạng sớm hơn để cộng đồng mạng biết rõ sự thật? Mọi người có nghĩ tới điều này hay không? Theo tôi, người sở hữu clip này, họ không nỡ dứt tình đoạn nghĩa. Nếu họ tung clip sớm hơn thì sẽ bảo vệ được danh dự cho họ. Cái mặt nạ em hiền, cháu thảo sẽ sớm bị lột xuống. Nhưng họ không phải là loại người cạn tàu ráo máng, giống như lời quy chụp của ai đó trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6. Và vì tin con người nên họ đã nhân nhượng. Sự nhân nhượng đôi khi sẽ giúp cho người khác nhận ra cái sai và họ sẽ sửa sai. Nhưng trong trường hợp này, sự nhân nhượng sẽ khiến cho tập đoàn khóa bình luận kia xem thường. Không chỉ xem thường cá nhân Hồng Loan, xem thường danh dự cổ nghệ sĩ, mà họ xem thường luôn cả một cộng đồng mạng, từ trong nước tới hải ngoại, với những thái độ thách thức, liên tiếp diễn những trò khỉ bởi một bầy khỉ chưa kịp tiến hóa thành người. Mẹ con em vô gia cư, em còn con nhỏ, mẹ em sẽ làm đơn kêu cứu chính phủ. Rồi làm đơn kêu cứu chưa? Chừng nào gửi? Nhớ khi nào gửi đơn, đừng quên gửi kèm cái clip đếm vàng, đếm tiền hôm qua. Sẵn tiện gửi luôn cái giấy chứng thương của chồng để người ta dễ dàng cứu xét. Việc mở quán bún bò kế nhà Hồng Loan có thật sự để mưu sinh không? Hay đó chỉ là một vở kịch mang tựa đề khổ nhục kế? Với đống tiền, vàng, đếm hoài, không hết được thấy trong clip, nên ra chợ An Đông mở tiệm vàng cạnh tranh với anh Quốc Thanh, họa mai còn có người tin. Tiền trong tủ, tiền trong bao, tiền dưới gầm giường, tiền trong bóp, trong phòng chỗ nào cũng có tiền. Vậy mua miếng đất có hơn 90 triệu, phải bán vàng, mượn nợ. Ủa, đống vàng trong hộp, không lẽ là vàng mã, cũng cho âm hồn ngã quỷ hay sao?
Nhiều người hỏi sao tiền vàng để khắp nhà, không gửi ngân hàng, ngu sao gửi, rủi bị phát hiện nhờ thầu đám ma, có tiền lời gửi ngân hàng. Thì vai diễn vô gia cư làm sao cộng đồng mạng tin được, từng là một diễn viên, xem họ diễn, từ vai chính, vai phụ cho tới diễn viên quần chúng tất cả đều dở, tệ. Biết là lúc đó có quay phim, sao không lấy cái mặt nạ ngọc nữ đeo lên cho người ta thương, lộ ra cái chất ngông cuồng cho người ta ghét. À quên, đã là bản chất, khó có mặt nạ nào che giấu được. Nếu ai tình cờ xem lại những lời phát biểu trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6 và so lại những lời nói và việc làm của cô ta trong thời gian qua, sẽ thấy tất cả hoàn toàn trái ngược. Trong cuộc họp báo, cô ta dùng chiến thuật khẳng định để buộc tội Hồng Lan và sau đó cô ta chơi trò phủ nhận để đánh tráo thân phận. Một con người hai nhân cách nhưng không phải thiện và ác mà là gian xảo và xảo trá, và đó là những gì chúng ta đã nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Miền ký ức sẽ không bao giờ được viết tiếp, vì khi nhớ lại giọng cười và lời nói trong clip, tôi đã không còn cảm xúc để nghĩ đến những lời văn trao chuốt mà tôi sẽ viết bằng trái tim và khối óc để gửi đến những độc giả của tôi, với những con người xem thường luật pháp, làm bại hoại đạo đức gia đình, gây ra những điều tiêu cực cho xã hội. Tôi sẽ phải dùng lối hành văn nào, ngôn từ nào cho xứng đáng với nhân cách của họ đây. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, có rất nhiều độc giả yêu thương tôi, miền ký ức chấm dứt, nhưng tôi vẫn luôn đồng hành cùng quý vị, vẫn tiếp tục viết để đem đến cho quý vị những điều mà quý vị chưa từng biết. Một đoạn clip mà tôi cho là hay nhất. Hồng Loan hỏi, giờ kiểm xong chưa? Hồng Phượng, tài sản tôi nhiều lắm cô ơi, tức chọc quê Hồng Loan. Hồng Loan trả lời, tài sản nhiều nhờ bán sát ba chị mà có, hãnh diện gì mà lớn tiếng rộng hồng vậy em? Con nói cho đau nè. Vậy hả? Khi mất con tờ cũng mệt.